Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Thầy Vũ Gia Kiệm. Hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ gốp cái bản gốp mà sau khi mà các bạn đã cài đặt đầy đủ các chương trình vào trong máy tính của chúng ta các bạn. Thì sau khi mà các bạn cài đầy đủ các chương trình rồi thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên gốp lại để chúng ta để dành nha các bạn. Nếu lỡ máy mà bị virus hoặc bị lỗi nha các bạn thì chúng ta cài lại rất là lâu, thì chúng ta có thể lấy cái bản gốp mà sau khi chúng ta đã gốp lại, chúng ta bung nó ra thì chúng ta có thể trở lại một cái phiên bản mới như chúng ta mới cài đặt nha các bạn. Thì bây giờ các bước làm như thế nào? Thì bây giờ các bạn làm như sau này. Thứ nhất thì ở đây các bạn thấy mình cài, đây là bộ Windows 11 nha các bạn. Sau khi mình đã cài đặt đầy đủ các chương trình và đã nhận đầy đủ các driver, cài máy in và các chương trình mà chúng ta hay sử dụng hàng ngày. Và sau khi mà các bạn cài xong thì các bạn bắt đầu là chúng ta gốt lại. Thì để gốt các bạn có hai cách. Thứ nhất, nếu ổ đĩa mà MBR các bạn thì chúng ta có thể chọn gốt hoặc các bạn dùng file tip cũng được nha. Vậy thì bây giờ các bạn có thể dùng một cái USB để các bạn boot vào và sau đó các bạn tạo bản gốt nha. Vậy trước hết các bạn cắm một cái USB mà các bạn đã tạo được để boot được nha các bạn. Vậy nếu các bạn mà chưa tạo được cái USB boot hoặc là các bạn bị lỗi USB á, trong quá trình các bạn boot thì các bạn thể tạo lại nha. Và đảm bảo là cái USB phải boot tốt, không bị lỗi nha các bạn. Còn nếu các bạn bị lỗi thì các bạn có thể xem lại cái cách tạo USB boot. Mình có làm trên một cái video trên kênh của mình, thì mình có để cái đường link cái cách mà tạo USB boot dưới phần mô tả hoặc bình luận, các bạn có thể vào xem nếu các bạn chưa có USB nhé. Rồi bây giờ sau khi các bạn có đầy đủ USB boot rồi thì bây giờ các bạn cắm cái USB boot vào nha. Thì bây giờ mình vừa cắm vào mình kiểm tra này các bạn, mình lấy đúp cái máy computer, cái đĩa PC đi các bạn. Thì các bạn thấy đây ổ đĩa G này, đây chính là cái USB mà boot đấy các bạn. Còn bên đây là USB data, tức là để lưu dữ liệu với các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đóng cái cửa sổ này lại nha. Mình đóng lại tại vì mình đã kiểm tra USB boot và cắm đã nhận rồi nha các bạn. Sau khi mà các bạn đã cắm đầy đủ USB boot và còn boot tốt đấy các bạn, thì các bạn sẽ khởi động lại máy nha. Và các bạn phải boot vào trong cái phần boot option ấy. Thì tùy vào máy nha các bạn, ở đây mình sử dụng máy mình là Acer và Dell thì mình chọn F12 hoặc các bạn nhấn F2 để vào BIOS để điều chỉnh cũng được nha. Thông thường các bạn chọn F12 để vào boot option nha các bạn. Còn những máy khác thì các bạn tham khảo thêm nha các bạn. Thì mình sẽ đưa cái phần mà các máy khác để các bạn có thể xem. Và các bạn có thể làm theo những phím tắt mà máy của các bạn nha. Ví dụ như là Happy này, hoặc các bạn sử dụng các máy đời khác thì các bạn có thể coi cái hãng nào các bạn boot vào đúng nha. Rồi bây giờ mình khởi động lại nha các bạn. Và giờ tiến trình máy đang khởi động lại nha các bạn. Và các bạn thấy nó đã boot vào USB rồi nha các bạn. Thì trong trường hợp này nếu USB của các bạn mà sử dụng tốt thì các bạn thấy nó boot vào trong USB rồi, thì trong trường hợp này nó boot là Win 10 PE64 bit UEFI đấy các bạn. Thì các bạn có thể làm theo cái USB boot của mình trên cái kênh của mình, đó là tạo USB boot anh DB boot nha các bạn. Thì bây giờ các bạn nhấn vào Win 10 PE64 bit UEFI và bây giờ chúng ta nhấn Enter nha các bạn. Và sau khi các bạn nhấn Enter xong thì các bạn thấy nó đang loát nha các bạn. Các bạn chờ chút thời gian để nó loát vào cái phần mà anh DB boot nha các bạn. Và đến đây các bạn thấy nó đã boot xong vào USB boot của chúng ta rồi đó các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ làm như sau này. Thì bây giờ mình chia sẻ cho các bạn hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sử dụng chương trình gốt nha các bạn. Còn cách thứ hai là các bạn sử dụng cái phần mà Aeronit to Email này các bạn này. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách thứ nhất, đó là chúng ta sử dụng cái phần mà nọc tông gốt nha các bạn. Thì ở đây các bạn quan sát ở dưới cuối màn hình này, cái dòng ở giữa đấy các bạn, thì nó có cái phần mà Gốt Manager này các bạn. Thì bây giờ các bạn link đúp để mở lên nha. Sau khi các bạn khởi động xong thì nó xuất hiện cái phần mà cửa sổ Gốt Manager nha. Thì các bạn chọn vào cho mình cái mục là Gốt All Schematic nha các bạn. Rồi các bạn click vào nha. Thì lúc này các bạn thấy nó xuất hiện một cái cửa sổ Schematic Gốt nha các bạn. Thì các bạn nhấn vào OK cho mình. Và nếu các bạn mà muốn gốt mà có mật khẩu thì các bạn lựa chọn thêm nha. Còn nếu các bạn mà không chọn mật khẩu ấy thì các bạn chỉ làm như sau này. Các bạn chọn vào Local này, sau đó các bạn chọn vào Partition,
và các bạn di chuyển qua, các bạn chọn vào cho mình cái mục ở giữa là To Email nha các bạn. Tuy nhiên nếu bạn nào muốn đặt mật khẩu cho Facebook của chúng ta ấy, thì các bạn cài đặt trước rồi các bạn mới làm các bước này nha. Rồi các bạn vào cho mình option này nếu các bạn muốn đặt mật khẩu nha. Rồi trong trường hợp này mình đặt mật khẩu nha các bạn. Còn nếu các bạn mà không đặt mật khẩu thì các bạn không cần phải chọn option đâu. Vậy bước thứ nhất chúng ta chọn option. Và các bạn di chuyển qua cái thẻ mà security này các bạn. Rồi nó xuất hiện là email security đi các bạn. Rồi chúng ta chọn vào đây. Và sau đó các bạn đánh dấu tích vào cái phần mà password này các bạn. Password protect này các bạn. Rồi sau khi các bạn đánh dấu tích vào rồi thì các bạn nhấn cho mình là accept ở dưới đây nha các bạn. Và bước thứ nhất các bạn chọn option và các bạn tích vào để tạo bắt buộc đó. Và qua bước thứ hai các bạn vào local này. Còn nếu bạn nào mà không cần tạo bắt buộc thì chúng ta bỏ qua bước 1 nha. Chúng ta vào local luôn. Chúng ta vào cái phần ở giữa là partition này các bạn. Và các bạn di chuyển vào ở giữa tiếp là To Email nha các bạn nha. Chúng ta đang tạo file ảnh mà các bạn. Rồi các bạn chọn To Email. Sau đó nó xuất hiện cho các bạn các ổ đĩa trong đây. Thì các bạn phải nhớ là Windows của chúng ta cài đặt trên ổ đĩa cứng nào. Thì trong trường này chúng ta đang sử dụng, máy của mình đang sử dụng là HDD nha các bạn. Thì trong trường này mình chọn là HDD này các bạn này. Ổ cứng của mình đang sử dụng là HDD. Thì các bạn lựa chọn đúng cái ổ cứng của mình nha. Rồi số 1 này các bạn. Còn ổ số 2 của mình là GB nha các bạn. Rồi mình click vào ổ số 1 nha. Sau khi các bạn chọn đúng cái ổ cứng mà chứa ổ đĩa C để các bạn tạo cái bản gốt ấy, thì các bạn nhấn OK. Các bạn chọn đúng ổ đĩa cứng nha. Rồi các bạn chọn OK. Sau khi các bạn chọn OK xong thì nó xuất hiện cho các bạn các lựa chọn. Đó là cái phần ổ C này. Thì các bạn coi trên cùng là ổ đĩa C, các bạn click vào cho mình nha. Rồi cái tên đó là Windows 11 đó các bạn. Thì các bạn cứ click vào đúng ổ đĩa C cho mình cái. Khi các bạn click vào ổ đĩa C thì lập tức cái OK nó sáng lên. Còn nếu các bạn mà click vào cái nữa các bạn chưa chọn á, thì cái OK nó đang mờ đi nha các bạn. Thì các bạn lưu ý là chọn đúng ổ đĩa C nha. Rồi chúng ta click vào này thì lập tức OK nó sẽ sáng màu đen lên. Và sau đó các bạn nhấn OK cho mình. Sau đó xuất hiện một cái cửa sổ, tức là các bạn copy cái hình ảnh này đến cái ổ đĩa nào thì các bạn chọn cái nơi cần lưu nha. Mình nhấn vào cái mũi tên quay xuống đây. Rồi các bạn nhấn vào mũi tên đi xuống để các bạn chọn cái ổ đĩa cần lưu nhá. Thì ở trong đây các bạn chọn ổ đĩa cứng nào mà các bạn thấy còn nhiều á. Ví dụ như mình ổ đĩa E này thì mình di chuyển cái mũi tên ở trên hoặc đi xuống để cho nó dễ nha các bạn. Các bạn lấy chuột cũng được. Rồi bây giờ mình chọn ổ đĩa E thì lúc đấy nó sáng lên cái màu trắng đấy các bạn. Mình nhấn Enter nha. Thì trong ổ đĩa E này mình đã tạo sẵn một cái thư mục Word Win 11 này các bạn. Còn nếu bạn nào mà không thích thì chúng ta có thể lưu trực tiếp trên ổ đĩa E cũng được nha. Rồi bây giờ nếu có thư mục tạo trước thì các bạn chọn cái thư mục đó mà các bạn Enter để mở nó ra. Và sau khi các bạn mở xong rồi thì các bạn di chuyển xuống cái phần mà file name này. Thì các bạn đánh cho mình tên gì mà các bạn cần nhớ. Ví dụ như mình đánh là Goldwin 11 chẳng hạn nha các bạn. Ví dụ vậy nha các bạn. Hoặc các bạn đặt tên nào các bạn dễ nhớ nhá. Và sau khi các bạn đặt tên xong rồi các bạn nhấn Save cho mình. Thì lúc này các bạn thấy lập tức một cái cửa sổ password đã hiện ra. Thì đến đây các bạn nhập cái mật khẩu, có thể chữ và số nha các bạn. Tuy nhiên các bạn nhớ là mật khẩu chúng ta đánh vào là chúng ta phải nhớ. Các bạn có thể ghi ra sổ hoặc các bạn lưu vào trong điện thoại nha. Để lúc nào các bạn cần bung gốt thì các bạn phải nhớ. Chứ các bạn quên thì chúng ta sẽ không thực hiện bung gốt được đâu nha các bạn. Rồi sau khi mình nhập xong mật khẩu rồi thì các bạn lưu ý là chúng ta nhấn OK thôi. Còn mật khẩu thì như mình đã nói, các bạn đánh mật khẩu nào thì các bạn nhớ mật khẩu tên đó nhé. Còn nếu các bạn mà không muốn đặt mật khẩu thì các bạn bỏ qua cái bước chọn mục option nha các bạn. Rồi bây giờ mình nhấn OK này. Và sau đó nó xuất hiện một cái cửa sổ, đó là chúng ta nhập lại cái password giống như password ban đầu. Và các bạn lưu ý là hai password phải trùng nhau nhé. Nếu mà các bạn nhập mật khẩu không trùng nhau thì nó yêu cầu các bạn nhập lại. Rồi các bạn nhấn OK. Nếu các bạn mà thấy mật khẩu trùng nhau rồi thì xuất hiện một cái cửa sổ tiếp theo. Thì ở đây các bạn có thể chọn mức độ nha. No là nó không nén nha các bạn. Còn nếu các bạn chọn fast thì nó nén mức độ trung bình. Còn nếu các bạn chọn high thì nó sẽ nén cho các bạn là có thể cao nhất. Tuy nhiên mình khuyên các bạn là nếu mà ổ cứng các bạn còn nhiều thì các bạn chọn no nha. Tại vì nó dung lượng hơi lớn, nhưng mà khi các bạn bung gốt thì nó cũng sẽ nhanh hơn. Còn nếu ổ cứng mà chúng ta còn ít thì chúng ta có thể chọn high nha các bạn. Còn bây giờ trong trường này mình chọn no nha. Trong 3-1 tùy các bạn. Nếu mà ổ cứng các bạn còn nhiều, các bạn chọn no. Còn vừa vừa các bạn chọn fast nha. Còn trong trường hợp thứ ba, nếu các bạn thấy ổ cứng còn ít thì các bạn chọn high nha. Nó nén mức độ cao nhất. Tuy nhiên như mình nói rồi, nếu nén thì khi bung gốt nó cũng sẽ lâu hơn nha. Rồi bây giờ trong trường này mình chọn no nha các bạn. Tại vì ổ cứng của mình còn nhiều. Và đến đây các bạn chọn Z nha. Nó hỏi một cái bảng này, các bạn chọn Z nha.
muốn tạo cái partition này không, thì bây giờ các bạn chọn yes để các bạn tạo. Còn nếu các bạn no là các bạn không tạo nữa các bạn, mình chọn yes này. Và sau khi mà mình chọn yes xong thì các bạn thấy tiến trình của nó đang chạy ở trên cái thanh trượt ngang này các bạn. Thì đến đây các bạn đã lựa chọn xong đầy đủ rồi, thì bây giờ các bạn chỉ việc ngồi chờ đợi và nó chạy đến 100% là coi như chúng ta đã backup lại, tức là chúng ta đã copy lại cái hệ điều hành mà sau khi chúng ta đã cài đặt đầy đủ chương trình. Vậy nếu có lỡ có lỗi sau này thì các bạn có thể chỉ việc bung ra thôi, trong thời gian cũng rất là nhanh. Và tiến trình này nhanh hay chậm thì cũng tùy thuộc vào máy của các bạn nhé. Nếu máy các bạn mà cấu hình nó mạnh thì đương nhiên nó chạy nhanh nhá, còn nếu máy mà nó yếu thì đương nhiên nó chạy hơi lâu một tí. Và đến đây các bạn thấy là đến 20 phút 51 giây rồi, thì các bạn thấy chỉ còn 12 giây nữa là xong nha các bạn. Và là sau khoảng hơn 21 phút thì các bạn thấy nó đã tạo xong cái bản code nha các bạn. Vậy thì các bạn có thể là áp dụng sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn code lại nha. Tuy nhiên các bạn lưu ý cái cách này nó hơi lâu. Và cái cách này thì các bạn lưu ý là chúng ta code như vậy là chúng ta sử dụng cái đĩa cứng mà định dạng theo MBR nha các bạn. Còn nếu mà các bạn định dạng theo GPT ấy, thì các bạn sẽ làm theo cách khác nha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn theo cách khác. Còn cái ổ đĩa mà MBR này thì ngoài cách mà gốt này thì chúng ta còn một cái gốt khác, đó là chúng ta gốt theo cái cách là Aeronis to Email các bạn. Các bạn thấy là trong trường hợp này các bạn thấy nó báo một cái bảng là coi như là đã complete rồi, coi như đã hoàn thành cho các bạn. Thì đến đây là 100% này các bạn này. Thì bây giờ chúng ta nhấn vào Continue nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn nhấn vào đóng lại thôi. Các bạn nhấn vào cho mình là thoát nha. Rồi các bạn chọn Z nha. Để các bạn đóng cửa sổ này lại luôn. Rồi coi như chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ các bạn kiểm tra là bằng cách nào? Các bạn nhấn đúp vào My Computer này, tức là DPC đấy các bạn. Và các bạn chọn đúng cái ổ đĩa mà các bạn lưu nha, ổ đĩa E này các bạn, Win 11 nha các bạn. Đó. Và các bạn quan sát ở trong cái thư mục đó chúng ta chọn đấy, thì nó có cái file mà gốt Win 11 này các bạn. Và mình kiểm tra xem dung lượng bao nhiêu. Các bạn nhấn phải chuột vào nó, các bạn chọn Property. Thì dung lượng của nó đây là 23.2GB nha các bạn. Rồi, vậy là chúng ta đã thành công tạo được một cái file gốt. Vậy sau này nếu máy các bạn mà có bị lỗi thì các bạn chỉ việc bung cái file gốt này ra nha. Còn cách bung file gốt như thế nào thì mình đã chia sẻ ở một cái video trước rồi. Các bạn có thể xem lại cách bung file gốt ở cái video đó nha. Thì mình cũng để cái đường link như cái phần bình luận đó để các bạn xem nếu các bạn cần nha. Vậy là mình đã thành công tạo một cái file gốt mà sau khi mà các bạn đã cài đặt đầy đủ chương trình ở máy của chúng ta, và chúng ta có thể để dành và sau này chúng ta bung ra nếu chúng ta bị lỗi nha các bạn. Và đến đây mình đã chia sẻ xong cái cách mà chúng ta tạo gốt bằng cái phần mà ổ đĩa MBR theo cái cách tạo file gốt cho các bạn. Còn cái cách thứ hai mình có thể tạo gốt, nếu ổ đĩa MBR này chúng ta có thể tạo theo cái cách mà Aeronis to Email, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong những video tiếp theo nha. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn tạo file gốt thành công. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì mọi người đừng quên nhấn vào like, nhấn vào đăng ký, bật chuông để ủng hộ kênh và để nhận những video mới nhất của mình. Rồi đến đây mình chào tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công.